thấy chưa? Kẹt xe quá, kẹt xe quá. Quá kẹt, ồ, ồ. Ồ, né, né, không được đâu. Bay cái mông ra lộ luôn á. Đang kẹt xe ông bà ơi. Em đứng sát luôn đây mà. Xe chạy sát vô trong luôn. Mến chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã đến với video tiếp theo của Cuộc Sống Sài Gòn TV. Hiện tại em đang đứng tại địa chỉ 21 đường Đông Bắc, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12. Thời gian bán của bánh xèo nhí là từ 13 giờ cho đến 22 giờ hàng ngày. Giá bánh xèo là 35k một cái nha. Đây là cô ba chả giò, hút cưa chả giò. Đứng là em phải né mông nha. Rồi hết hết mẻ chưa, chả giò chưa? Ủa, chiên từ chiều giờ cũng lâu ghê đó hả? Đó, cho ánh sáng xíu cho cô bà chứ không. Âm thanh, ánh sáng, hình ảnh đồ đầy đủ, nét như sau này bánh sau kìa con. Một bánh xèo, một bánh xèo, kẹt xe dữ vậy. Quá kẹt xe luôn. Bây giờ mình đâu có dám mạo hiểm đâu. Tạt dầu lần rồi đâu dám mạo hiểm đâu. Bé Hà nó cười nè. Đó, khách vô, khách vô, khách vô. Nhanh tay lên nào, kẹt cũng tiêu. Kẹt cái chưa ăn. Thôi, khách vô, khách vô. Ừ. Khách đang vô ăn bánh xèo nha, ông bà cô chú. Một cái mang về luôn kìa. Hai khách trong lưng hết rồi đó. Rồi, ok rồi. Họ lấy lại. Cộng là 4 cách mới vô luôn. À. Ê, nó kẹt xe xong á, ông bà cô chú mà đi từ hướng bên kia qua cũng làm biến. Ờ, muốn mưa quá, muốn mưa, nhìn thấy muốn mưa quá. Bốn cách mới vô luôn nghe ông nội. Rồi, cảm ơn chay nha. Bánh kìa, bánh kìa. Bây giờ là 5 giờ mấy, gần 6 giờ, 5 giờ rưỡi. Bây giờ 5 giờ rưỡi đó, giờ tan ca nữa. Nhưng mà bữa nay cảm nhận đông hơn bữa kia. Hả? Bữa nay cảm nhận đông hơn bữa kia sao á. Giờ tân ca nữa nè, đông quá trời luôn. Bé Hà nó buồn buồn sao ta? Buồn ngủ à. Ủa là quên, xin lỗi, mới cũng dậy. Mới mở cáo là con mới. Bé Hà mới vừa ra đổ được 15 phút rồi đó. Ồ, kẹt xe quá. Bên trong là 2, 4, 6, 8 khách các bạn.
dĩa, lấy dĩa à. Quay bánh xe bất ổn. Dạ kẹt xe quá trời quá đất luôn, kẹt tốt lên kia luôn. Trên khúc kia không kẹt xe nha, trên đường Tô Ký không kẹt nha, đường Tô Ký là bình thường. Chỉ có ngã sáu chuồng chó như là bên kia hả? Bên ngã kia Gò Vấp à? Ngã năm chuồng chó chứ ai ngã sáu? Gò Vấp quanh rồi bánh á. Chợ chó hả? Tại sao là kêu chợ chó vô cô ba? Ở đâu? Rồi chợ kem vô bay mua thịt chó chi chợ. À chợ. Bên Tô Ký hả? Chợ chó hả? Chợ chó thôi. Ta chẳng rồi bánh quá xanh trong đường nè. Ừ. Xanh là bán đồ chơi. Không có chơi cũng có mà. Có tính mua cái gì? Cái trò chơi của Việt mà nó hiểu vậy. Nhích đây á. À. Qua có con vịt mà vịt cái đầu rồi. Không con không nổi cặp kìa. Bánh xèo đi. Đúng rồi anh, bánh xèo nóng hổi, vừa thổi vừa ăn. Thổi mà không ăn là không phải là bánh xèo. Mấy khách mấy chú nhìn cứ nhìn kêu là hai thằng này tự nhiên đứng nó quay hoài. Đang kẹt xe mà nó cứ đứng quay hoài. Không, mình đứng trong làng của mình mà. Số điện thoại đặt bánh xèo nhí là 0938 728 828. Ông nội đang dự định sẽ sang năm sẽ kiếm một mặt bằng gì đó chia sẻ bánh xèo cho cô ba bán. Cô ba tự bán bánh xèo. Wow, thiệt luôn hả? Thiệt. Chúc mừng cô ba. Qua năm hả? Qua năm, qua năm ông nội tìm một cái. Bây giờ là còn có 90 ngày nữa chứ nhiêu. Ừ. Ồ, bà chủ. Bà chủ ơi. Bà chủ nhớ tôi hơn, bà chủ biết bà chủ ơi. Bà chủ. Ờ. Mà được á, nói chung là phải về đây được xa xa xíu để cô ba kiếm tiền nuôi con. Chứ dồn hết vô một xe bánh xèo này thì bé Hà nhiều lúc nó kêu chứ kỳ quá. Cô ba bán bánh xèo sắm siêu xe. Qua sang năm nha ông bà cô chú. Ông bà nội đang đi tìm cái mặt bằng gì đó để nhỏ nhỏ thôi để cô ba chia cho cô ba tự bán bánh xèo. Bé Hà chạy xô bậy, tự nhiên kêu xe hai cửa thì tưởng là xe tải. Thì đó là bốn bánh hai cửa. Xe tải rồi đâu phải bốn bánh đâu, bậy nữa. Có xe tải bốn bánh nữa. Không lên, không lên mạng, không chạy chiếc xe hai cửa bốn bánh xe xịn đó, xe điện á. Tự nhiên ta đang có chuyện chỉ qua chuyện chỉ là chuyện xe tải. Ờ trời ơi,
bây giờ mới cái 5 giờ mấy mà nó tối thui luôn hả? 5 giờ rưỡi mấy? 5:40 rồi, tối thui rồi, đèn điện nó chưa lên mà. Không mà ý tưởng cô ba ông bà nội chia ra cho cô ba một tiệm là rất là hay, đơn giản thôi, nó để có cô ba có kinh phí để lo cho hai đứa nhỏ, chứ mấy đứa nhỏ còn ngày còn lớn lên mà. Nó muốn gì phục vụ gì không nghe? Ừ. Để bàn rồi cái ghế rồi nhớ cho mình một ghế. Cần hết luôn hả? Cần hết, từ cần hết luôn rồi ghế rồi. Kiểu này là anh em mình thất nghiệp rồi. Thất nghiệp rồi. Rồi. Nhỏ thôi cô ba, không cần to. Chỉ cần một nửa cái tiệm này có trước là ấy là được rồi. Có đường giá chưa? Hả? Giờ có tiền nó bệnh, giờ có tiền nó bệnh. Là từ từ cho mình mở ra. Ủa chị hai mới đây chạy mất tiêu vậy? Đâu có. Tự phục vụ à. Hy vọng là sẽ thành công nha. Hy vọng là sang năm là cô ba sẽ có một tiệm bánh xèo nho nhỏ xinh ở khu vực cũng gần đây thôi. Cách bánh xèo Nhí tầm khoảng vài chục cây số thôi để bé Hà chạy qua chạy lại đổ bánh xèo. Không có. Không có. Ông đi về ông kêu không có. Phải biết chỗ chứ cái đó. Không, ở ngoài đường anh thấy. Ở dưới nhà chủ cái công viên dưới này nè, nó có nè. Thường anh đi trên đường thấy đứng ở bàn cái từ đó thì nó có cái con gì đó. Nó lại như này, con vịt á. Chạy xe quá trời. Ai? Chạy xe quá trời quá đất. Ủa bên này chị bao nhiêu cuốn mà giữ vậy? Từ nãy rồi. Không. Cả 100 cuốn luôn vậy? 100 cuốn á. Ngày 100 cuốn mà. Nó sẽ dồn vô ngày nó phải chứ được anh chị em hiểu không? Chú Long để cái video sang năm quay giữa tuần bữa đen mà cô ba nói chủ nhật rồi nên là thôi tranh thủ kiểu này tiêu rồi. Vô bạn quần đồ khác đi cô ba, ra diễn lại với Hà, vô bạn quần đồ khác diễn nha. Tạm thời là qua từng đi công tác rồi nên là ông bà cô chú cứ coi đỡ clip bánh xèo Nhí nha, không có gì hết nha. Thấy rồi, thấy rồi. Rồi. Thôi mình quay đường phố cho bà con xem. Thôi chị mời trả giò đi. Mời trả giò mang về. Rồi về luôn. Về đang ăn bánh xèo lộn ăn trả giò lắm. Có luôn hả? Có luôn rồi. À vậy hả? Bên kia quá trời hả? Rồi 10 cái. Cái hộp còn lấy 10 trả giò chú Việt kìa coi. Đang chờ khách tới nãy. Mười cái chả giò cho chú Việt mang về ông nội. Mười nè là 20. Mười thôi. Hả? Từ nãy cô ba rầu rĩ quá trời luôn, chú Việt làm 20 cái là được rồi. Cô ba,
nói ông nội làm hai cho hai cái chảo cao nè, kê hai cái chảo lên cao, bữa sau đổ khỏi cung cái lưng. Alo, 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 phải kem cà dây đó không? Phải kem cà dây không? Kẹt xe quá, kẹt xe quá, quá trời quá kẹt xe luôn. Chắc cái dây đâu đấy rồi, xíu cái dây. Đó chay nữa bà nội. 10 cái chai giò. Quay 10 nó 20. 10. Tưởng được 20, gài được 20 chứ. Cũng được 2 4 6 7 khách. Đang kẹt xe quá. Kiệt ra đổ bánh xèo đi Kiệt. Kẹt xe quá. Alo, có chú bị không kìa? Đó là anh chơi đường mà anh chơi đường buổi á. Anh chơi đường buổi chứ không phải anh bỏ. Kẹt xe mà ơi, tự nhiên vén quá. Bánh xèo thì còn quá trời quá đất trên trên này luôn. Ừ, thấy chưa? Bánh xèo nè, quá trời quá đất luôn. Kiệt. Kiệt. Kiệt bánh tiêu. Ken bánh bèo. Ê, trúng mắt, trúng mắt, trúng mắt á. Ê, đừng cái đó nó trúng mắt á con. Ê, nhạc rồi, nhạc rồi, nhạc rồi. Nhạc rồi. Rồi, cảm ơn bà nội. Dạ. Vậy hả? Bye bye, bye bye. Bye bye, bye bye. Bé Hạ vô ngủ rồi. Trời ơi, kẹt xe quá. Trời ơi, kẹt xe quá.